Minh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích thời sự. Trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu thanh trang kính mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích thời sự. Ý tưởng mà hàng triệu người bị giết và chết vì nó chỉ là một ảo ảnh, Lịch sử của chủ nghĩa xã hội là một thảm kịch vĩ đại. Nó là một ý tưởng chính trị phổ biến nhất và có lẽ là một ý tưởng phổ biến nhất về cuộc sống và tổ chức xã hội. Trong vòng 150 năm kể từ khi danh từ chủ nghĩa xã hội được biết đến, có khoảng 60% dân số trên thế giới sống với các chính phủ được gọi là xã hội chủ nghĩa. Dĩ nhiên không phải ai sống dưới chế độ đó đều có cùng triết lý sống, nhưng có hàng triệu người đi theo chủ nghĩa xã hội, gia nhập đảng xã hội, bầu cho ứng cử viên xã hội, ngay cả giết hay chết vì chủ nghĩa xã hội. Sức quyến rũ mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội là sự kêu gọi lý tưởng của nó. Chủ nghĩa xã hội nói đến hệ thống giá trị này, hứa hẹn một con đường thế tục để thực hiện nó và tốt đẹp hơn, một xã hội đòi hỏi ít hy sinh. Những người xã hội lập luận rằng nếu tài sản là của chung, mọi thứ được chia sẻ và thành quả được chia đều người ta sẽ không còn lý do để tranh giành với nhau không còn cạnh tranh hay khác biệt cá nhân mọi người có thể tận hưởng sự thân mật chưa từng có trước đây và hơn thế nữa vì không còn ám ảnh bởi việc tranh giành tài sản mọi người có thể theo đuổi hạnh phúc của chính mình marx nói tôi có thể đi săn vào buổi sáng câu cá vào buổi chiều và viết bình phẩm vào buổi tối như thế mọi người có thể tập trung vào việc phát triển năng khiếu của mình sẽ không còn sự ham muốn, việc chia sẻ hàng hóa không chỉ bảo đảm đầy đủ cho tất cả mọi người mà kinh tế còn có thể tập trung chú trọng vào việc sản xuất cho nhu cầu thay vì lãng phí cho lợi nhuận. Trường học và thư viện được xây thay cho sông bạc hay nhà thổ, giao thông công cộng hay xe gia đình thay cho xe sang trọng và vân vân. Bất kỳ tình huống nào, Marx và Engels đã xuất hiện và đem hy vọng bác bỏ những thí nghiệm ban đầu là không tưởng và vô nghĩa. Thay vào đó, hai ông tuyên bố rằng đã khám phá được các quy luật lịch sử cho thấy chủ nghĩa xã hội không ít thì nhiều là định mệnh không thể tránh của nhân loại. Sự cạnh tranh khốc liệt bắt buộc các nhà tư bản phải bớt chặt thù lao của nhân viên, cho đến khi công nhân cảm thấy họ luôn bị khốn khổ và bóc lột. Vùng lên và lật đổ hệ thống, thay thế nó bằng chủ nghĩa xã hội. là thay, Lời tiên tri này đã không xảy ra, ngược lại Marx và Engels phải vận động tích cực trong các đảng phái và tổ chức xã hội. Theo bước chân của họ, những người xã hội sau đó cân bằng niềm tin giữa thế đúng của lịch sử và hoạt động để hỗ trợ chính trị. Nhưng có vài thất vọng mới xảy đến. Trong thập niên 1890, nửa thế kỷ sau, viện kiến của Marx và Angel người kế tục là Edward Burston được Angel chọn để soạn tập thứ tư của Thánh Kinh Xã hội Chủ Nghĩa từ bản luận giống như ông đã soạn tập thứ hai và ba từ ghi chú của Marx để lại. Thừa nhận rằng những sự việc đã không xác minh lời tiên tri của Marx. Công nhân không quan tâm đến cách mạng vì điều kiện vật chất được cải thiện đều đặn thay vì bị suy thoái như dự đoán. Tương phản với Marx và Angel, Bernstein xuất thân từ giới lao động và am hiểu từng tận những thăng trầm của nó, do đó được trang bị đầy đủ để đánh giá những thay đổi về chế độ ăn uống, quần áo và những thứ tương tự. Bernstein đi đến một kết luận hợp lý, ông từ bỏ chủ nghĩa xã hội, ông quyết tâm tiếp tục tranh đấu để giành điều kiện tốt hơn cho công nhân, nhưng nói rằng đối với tôi mục đích cuối cùng của chủ nghĩa xã hội không là gì cả, nhưng những người khác thì chưa sẵn sàng để từ bỏ mục đích cuối cùng mặc dù đời sống của công nhân được cải thiện số phận của họ vẫn khắc khổ tóm lại chủ nghĩa xã hội đang đứng trước ngã ba đường nếu công nhân không thực hiện cuộc cách mạng như marx tiên đoán thì người xã hội phải chọn lựa một có thể chọn như bernstein để gắn bó với công nhân nhưng từ bỏ cách mạng hay có thể chọn để gắn bó với cách mạng nhưng tìm người khác hơn là công nhân để thực hiện nó đó là chọn lựa của lenin lenin chia sẻ tiền đề của bernstein trong ngôn từ của ông lịch sử cho thấy rằng để cho họ tự xoay sở công nhân chỉ thực hiện ý thức công đoàn chứ không phải ý thức cách mạng nhưng kết luận của bernstein làm ông điên tiết vẻ uy nghi của chủ nghĩa xã hội không thể được quên đi chỉ vì cuộc sống của công nhân được cải thiện nếu công nhân không làm cách mạng người khác sẽ làm Lenin nghĩ ra cách lập đảng của những người cách mạng chuyên nghiệp để đóng vai trò này. Họ sẽ hành động trên danh nghĩa của công nhân hay cho quyền lợi của công nhân. Một cách tập thể, họ trở thành đội tiền phong của giai cấp vô sản, mặc dù Lenin thừa nhận rằng với tư cách cá nhân, họ không phải hay không giống như người vô sản. Bước nhảy vọt vô hình này khó để theo đuổi, nhưng nó có hiệu quả ít nhất cho đến nay khi băng đảng của Lenin thành công trong việc chiếm chính quyền và thành lập quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Ông hô hào những người theo ông phải sử dụng mạnh mẽ khủng bố tập thể chống lại phú nông, tu sĩ và tiền phong trắng. Những người bị nghi ngờ phải được giữ trong các trại tập trung. Chắc chắn Lenin ấp ủ một khát vọng quyền lực phi thường, nhưng không chỉ có quyền lực, ở Nga nông nghiệp chiếm ưu thế trong nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là phải tập thể hóa nông nghiệp, nhưng nông dân không muốn và chống lại một cách tiêu cực. Để đối phó với thảm họa kinh tế và nội chiến, ông lùi bước trong việc tập thể hóa, nhưng người kế vị Stalin phục hồi việc tranh đấu, tạo nên một nạn đói, trong đó khoảng 5 đến 10 triệu người bị chết đói để bảo đảm sự phục tùng của nông dân. Nếu Stalin là một bạo chúa hung ác, bạo chúa nào trước đó đã cố tình làm cho người dân của mình chết đói? ông ngang hàng hay thua những người cai trị Cộng sản như Mao và Pol Pot. Về điểm này, Milovan Delas, một thời là lãnh tụ đảng Cộng sản Nam Tư nói, làm sao họ có thể hành động khác hơn khi họ được đặt tên bởi lịch sử để thiết lập vương quốc thiên đàng trong thế giới tội lỗi này. Nếu những người này chỉ muốn cai trị và tận hưởng bổng lộc của quyền lực vô biên, họ phải giết ít hơn. Nó là sự sùng bái đối với một lý tưởng đã thúc giục họ thảm sát hàng triệu người vô tội, không chống lại họ. Tất cả những thứ này là bình thường. Cái ý tưởng do Marx đưa ra về một tương lai chuộc tội mà lịch sử được hỗ trợ bởi bạo động tập thể đang đi tới cho thấy chúng có thể bị hoáng vị. Mussolini, người chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa Marx, xoay một khúc quanh khác, thay thế giai cấp bằng quốc gia. Ông lập luận rằng nước Ý bị áp bức thuộc về giai cấp vô sản trong khi các quốc gia giàu có hơn ở Bắc Âu thuộc về giai cấp tư sản. Kẻ thù Roehler thay thế quốc gia bằng cái gọi là chủng tộc Aryan và xác định Do Thái là kẻ thù giai cấp của chủ nghĩa xã hội quốc gia của mình. Như thế, lý tưởng của tình huynh đệ mới tạo ra những đợt tàn sát tập thể, tất cả phát họa một chương lịch sử đậm máu chưa từng thấy. Dĩ nhiên, không phải tất cả những người xã hội đều theo con đường đậm máu của Lenin sau nhiều thập niên, họ khám phá rằng, như Bernstein tiên đoán, những con đường này không đi quá một nhà nước phúc lợi, được hỗ trợ bởi một nền kinh tế tư bản. Chủ nghĩa xã hội mà nhiều người nghĩ họ có thể nhìn thấy ở cuối chân trời và hàng triệu người bị giết và chết cho nó, hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Việc theo đuổi nó đã đem lại một trong những chương buồn thảm nhất của lịch sử. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nhận định và phân tích chính trị do Joshua Muratik biên soạn, bình yên đông lực dịch. Thanh Trang xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.